Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ sáu. Hay thì có thể nhiều anh chị mình sẽ thắc mắc tại vì sao mà em làm cái buổi video ngày hôm nay. Thì cũng chia sẻ với anh chị mình luôn là ngày mai thứ bảy chủ nhật thì em sẽ có một cái chuyến đi về miền Tây. Cho nên là vô tình chung là hôm nay mình sẽ lên mình làm cái buổi video sớm. Và chủ nhật khi mà buổi tối em về sẽ hẹn gặp lại anh chị mình ở một buổi livestream trên kênh YouTube mọi người ha. Đấy. Cho nên cái buổi video ngày hôm nay thì em cũng sẽ cùng với tất cả anh chị nhà đầu tư mình đi đánh giá về những cái vận động của thị trường. Để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sâu tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ thì mình cũng thấy được những cái tín hiệu vận động của thị trường ngày hôm nay là tín hiệu về yếu tố về gió đông cũng đã xuất hiện trong cái phiên vận động này, đặc biệt là vào cái vận động giai đoạn phiên chiều của thị trường chung với sự lan tỏa và dẫn dắt đi lên của nhóm cổ phiếu của dòng ngân hàng. Đấy. Thì một cái phiên giao dịch có thể nói là rất cảm xúc của thị trường. Thì đó cũng chính là những cái thành quả xứng đáng dành cho những nhà đầu tư can đảm cầm nắm cổ phiếu trong những cái giai đoạn điều chỉnh rũ bỏ giai đoạn vừa qua. Thị trường ngày hôm nay đóng cửa ở vùng giá là 1.276 điểm, thì tương ứng đâu đó tăng khoảng tầm 18 điểm. Rất nhiều những cổ phiếu trên thị trường đi lên và tăng điểm trong ngày hôm nay. Chúng ta có thể kể đến là với những mã cổ phiếu của dòng ngân hàng thúc đẩy và kéo cho cái điểm số chung của thị trường tăng. Đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó thì cái phiên ngày hôm nay nó cũng chính là gì anh chị, chính là cái kết quả đúng cho những cái điểm cược mà thị trường đi lên trong quá trình uptrend cũng như cái điểm cược của hệ thống chúng ta. Em cũng đã chia sẻ với anh chị mình về những cái quan điểm của em, những cái góc nhìn của mình trong năm nay để ở một góc độ nào đó anh chị mình có những cái điểm tựa, những cái giai đoạn mà chúng ta vững về tâm lý. Còn với những anh chị nhà đầu tư nào mình nói là thị trường phân phối hoặc là cái đội về cash is king cầm tiền là vua, mình hô hào thị trường sập, thị trường gãy, mình đi bán thị trường cơ sở, mình đi sọt phái sinh, thì hôm nay anh chị mình thấy không, vừa mắc cả chì vừa mắc cả chài, cơ sở thì bị mắc hàng, cầm tiền mắc chi phí cơ hội, cầm tiền nó vào sọt phái sinh còn bị âm thêm hai đồng. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó những cái phiên như ngày hôm nay cầm tiền nhà đầu tư sẽ không bao giờ dám mua trở lại. Tại vì sao? Tại vì cái quan điểm nhà đầu tư mà cầm tiền trong thời điểm này thị trường tăng anh chị mình cũng là thị trường xấu, thị trường giảm thì mình hô thị trường bị bung chát. Cho nên là những cái vận động mà thị trường thanh khoản thấp ấy, thì mình lại nói thị trường hiếu cầu. Buổi tối nhìn Dow Jones nó đỏ thì mai kia thị trường rơi. Nào là những cái mẫu hình Iron Reversal nhốt hàng phân phối giá cao. Nhưng mà chị mình thấy không? Hôm nay chính là cái thước đo cũng như là kết quả rõ ràng nhất. Và nó cũng đã có một cái sự minh bạch trong cái phiên vận động ngày hôm nay. Thì mình cũng thấy được là gì? Tôi cầm tiền hay là cầm cổ phiếu nó đã rõ ràng. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Cho nên quan trọng bây giờ nếu như mà chúng ta đúng thì anh chị mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu chúng ta sai thì mình sẽ mất đi bao nhiêu tiền. Thì những cái trạng thái trong ngày hôm nay khi mà thị trường tăng 18 điểm, thanh khoản cái này vẫn là trạng thái thanh khoản trung bình thấp anh chị, thì nó cho thấy cái vấn đề gì, sự đu bám của nhà đầu tư là không lớn. Cho nên những cái vùng đáy á bao giờ cũng là sự ảm đạm cao, sự nghi ngờ lớn. Thị trường luôn luôn sinh ra trong sự ảm đạm, đi lên trong sự nghi ngờ và chết đi trong sự thỏa mãn. Cho nên em nói chị mình nè, nếu như mà có lỡ bây giờ mà vẫn đang cầm tiền thì bản chất ở đây vẫn là cái vùng giá chân sống của các dòng, các ngành cổ phiếu, đặc biệt là dòng dẫn dắt là dòng ngân hàng, thì cơ hội cho anh chị mình mua trong tuần sau vẫn không muộn. Lưu ý kỹ mọi người ha, vùng đáy bao giờ cũng ảm đạm, thị trường ngày hôm nay nghi ngờ có ai dám mua đâu mà đòi thanh khoản lớn anh chị, sau những cái nhịp tổ chức họ rũ bỏ hoặc ép bán làm cho nhiều anh chị mình thay đổi đi cái quan điểm đấy. Cho nên kết quả của phiên ngày hôm nay nó chính là cả một cái quá trình vừa rồi, cả một cái giai đoạn vừa qua, thậm chí là 4 5 tháng vừa qua với những góc nhìn mà em nói chị mình, đây là một thị trường uptrend. Năm 2024 là một siêu cơ hội cực kỳ lớn của thị trường đi lên. Thì một trong những cái kênh số ít trên YouTube vững vàng về cái quan điểm cũng như tâm lý hỗ trợ cho chị mình trước những cái biến động của thị trường ở trong những cái phiên vừa qua, những cái tuần vừa qua là cực kỳ tâm lý anh chị. Hôm nay cũng có thể gọi là giải tỏa cái tâm lý của chúng ta khi mà rất nhiều những cái cổ phiếu mà em đặt kỳ vọng, đặc biệt là vào dòng dẫn dắt là dòng ngân hàng, quyết liệt cho anh chị mình cầm nắm Techcombank hôm nay tăng bật trở lại đó khoảng 5%. Những cổ phiếu nhiều mã cổ phiếu MBB quyết liệt cầm nắm khi mua từ những vùng chân sóng đi lên, và hôm nay có những tín hiệu dòng tiền điểm pivot quay trở lại, tức là điểm mua tốt nhất dành cho anh chị mình. Chúng ta đã có một chiến lược rõ ràng,
trạng thái sẵn sàng để tham gia để mua, thì phiên ngày hôm nay phần còn lại là chúng ta hành động quyết liệt thôi, giải ngân và mua thôi chị. Em nói chị mình hôm nay là những cái điểm mua tốt nhất của các cổ phiếu, tùy mình cược. Những cái điểm thị trường target của em năm nay vẫn không thay đổi anh chị, lúc thị trường chỉnh thì em vẫn nói mình là thị trường lên, thì không có nghĩa lý gì mà hôm nay thị trường tăng mà mình đi nói với anh chị mình là thị trường sập. Cho nên quan điểm của mình vẫn củng cố, năm nay là cái năm thị trường về target 1.500 điểm, nó sẽ xoay quanh cái câu chuyện game lớn nhất của thị trường, chính là game về nâng hạng. Thì chị mình thấy không, buổi chiều nay khi bắt đầu thị trường tăng lên đi thì nó ra một vài cái thông tin về nâng hạng, nhưng bản chất anh chị mình thấy là gì, thông tin tin tức chỉ là công cụ để tổ chức họ vận hành giá thôi. Cái quan trọng là chúng ta phải có góc nhìn. Còn chị mình theo tin thì đó, chị mình đây là một cái phương pháp lỗi thời. Không lẽ hôm trước Dow Jones buổi tối ngày thứ tư là một cái phiên buổi tối em nói là sẽ làm cho những nhà đầu tư nào cầm cổ phiếu mất ăn mất ngủ, cực kỳ lo lắng, lo sợ và sợ hãi. Nhưng ngày hôm nay thì thị trường tăng lên, anh chị mình thử nghe đi, có còn ai nói về Dow Jones giảm không? Không còn nghe ai nói về Dow Jones giảm. Có còn ai nói về tỷ giá cao không? Không còn nghe ai nói về tỷ giá cao. Có còn nghe ai nói về tin tức xấu không? Chả còn nghe ai nói về tin tức xấu. Không lẽ bây giờ tối nay Dow Jones nó tăng thì chị mình lại lao vào mua? Đầu tư ở Việt Nam mà cứ nhìn ở Dow Jones thì làm sao mà đầu tư được anh chị? Lưu ý kỹ ha. Đấy, cho nên đối với góc nhìn của em buổi chiều ngày hôm nay, khi mà chị mình thấy thị trường xu hướng tăng á, là một thị trường miễn nhiễm với tin xấu nhưng mà hiệu nghiệm với tin tốt. Chiều nay ra tin tốt là thị trường nó vào cầu tiền vào kéo ầm 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 đi lên. Khi mà cái game nâng hạng thì chúng ta đã rõ một cái chiến lược rồi. Em đã tư duy được cho rất nhiều anh chị mình trong hệ thống khách hàng nè, anh chị trong room cộng đồng nè, tất cả chị mình theo dõi follow em trên kênh YouTube nè, chúng ta đang đồng một cái quan điểm là thị trường năm nay là cơ hội rất lớn nâng hạng đi đi lên. Đấy, em đã tham minh cho chị mình luôn cái khoảng thời gian có sóng của thị trường, thường cách đó khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm đến ngày chính thức nâng hạng là tầm tháng 3 của năm 2025 dự kiến. Đấy, thì bây giờ có phải là thời cơ hội vàng không chị? Lúc này thị trường vừa nghi ngờ vừa mua vừa rung ấy, thì đó là thị trường cực kỳ an toàn trong những cái vùng ảm đạm. Còn mà có thể là 6 tháng tới thị trường lên 1.500, khi mà thị trường lên cao mọi thứ rõ ràng, ai cũng nói với anh chị mình về câu chuyện nâng hạng, thì đó mới là thời điểm phân phối anh chị. Vùng đỉnh bao giờ cũng ồn ào hết. Đấy, cho những phiên như thế này nè, FTSE Russell và Morgan Stanley anh chị mình thấy không, làm việc với quỹ ban chứng khoán. Đấy, ở đây còn một cái quỹ MSCI nữa mà chưa được công bố anh chị á, về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, đây những cái thông tin bản chất. Cái câu chuyện nâng hạng năm nay á, là một cái mục tiêu chung của các quỹ ban chứng khoán, cùng một mục tiêu anh chị. Ngoài ra khi mà em nói chị mình về các doanh nghiệp đi, thì năm nay cũng chính là gì, các doanh nghiệp sẽ tận dụng giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa để làm gì, để họ huy động vốn, huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Đó là cái game rất to của cái cổ phiếu, mà bản chất bây giờ chưa có những ngày, chưa bắt đầu vào những cái ngày họp đại hội đồng cổ đông, chưa có kế hoạch, có kế hoạch rồi nhưng mà chưa chốt ngày giao dịch không hưởng quyền, thì không lẽ bây giờ họ đạp cái cổ phiếu nó rơi, thì sự kỳ vọng niềm tin đâu mà cổ đông họ họ tham gia cổ phiếu để mà họ huy động được vốn anh chị. Mọi người lưu ý đấy, trên thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn. Em phân loại cho chị mình rất rõ là hai giai đoạn, trước khi mà chốt quyền và sau khi chốt quyền. Thì trước khi mà chốt quyền và tăng vốn bao giờ cũng là cơ hội, tổ chức họ luôn kéo cổ phiếu đi lên để tạo sự kỳ vọng, sự hấp dẫn, thì nhà đầu tư mới vào ăn quyền mua, mới ăn cổ tức anh chị. Có cái cổ phiếu nào mà đạp rơi mà sàn 7-8 cây mà nhà đầu tư mình dám vào ăn cổ tức đâu. Hay trên câu chuyện bản chất mình hiểu được thì mình đầu tư. Còn quan điểm của em đã nói chị mình rất là nhiều lần đấy, thì hy vọng là sẽ giúp ích cho anh chị mình không phải rơi rớt hoặc là bán những cổ phiếu ngay đấy trong những phiên vừa rồi. Đặc biệt là em nói chị mình, cái phiên ngày sáng thứ năm khi mà Dow Jones nó giảm, nhiều cái hệ thống, nhiều anh chị mình nhắn tin cho em là gì, mình nói thị trường này xấu quá em ơi, thị trường này sập. Mặc dù trước đó chúng ta đồng cái quan điểm là thị trường này là cơ hội, thị trường đi lên, nhưng mà những cái sự biến động của thị trường nó làm cho rất nhiều nhà đầu tư đám đông họ thay đổi được cái quan điểm, từ quan điểm thị trường lên và bán cổ phiếu cho nó hồi thị trường sập. Cho nên đoạn này rất dễ bị loạn về tâm lý nếu như mà anh chị mình không có một cái hệ thống hỗ trợ cho anh chị mình đủ vững, là cái phiên sáng thứ năm ấy đâu cho anh giảm bán là ngay đấy hết anh chị nha. Đấy, cho nên là ở một góc độ nào đó mình phải có cái tư duy và quan điểm về thị trường, đặc biệt là vững vàng qua những cái biến động của thị trường chung. Em thì mình cứ theo tín hiệu dòng tiền để mình đánh thôi anh chị. Thấy rõ ràng em nói chị mình là không, em không đọc được và không thấy được bất kỳ cái hành vi nào là hành vi bán tháo của tổ chức. Từ đó cái buổi video cuối tuần ngày chủ nhật đi, tay cái buổi video em thật sự là mình nghiên cứu rất lâu và cực kỳ tâm huyết để đưa ra cho anh chị mình về cái quan điểm là thị trường gì, thị trường cơ hội, để củng cố cái niềm tin cho chị mình nắm cổ phiếu. Thì hiện tại quan điểm của mình đang đúng, thì phần còn lại là gì, hôm nay là điểm mua. Mình đã lên chiến lược rõ ràng nè, chiến lược thứ nhất nè, thị trường không đau chen, thị trường không phân phối, thì phần còn lại là mình chờ thị trường điều chỉnh cân bằng, rũ bỏ test hai đáy, và dòng tiền ngày hôm nay là điểm pivot để thị trường đi lên. Thì bắt đầu em hướng dẫn cho tất cả anh chị mình trong hệ thống khách hàng, anh chị trong room ngày hôm nay, bắt đầu từ buổi sáng là mình đã có những cái chiến lược khi mà mấy điểm mồi dòng tiền vào là mình hành động đó anh chị. Mình phân tích được cơ hội tương lai ở phía trước, thì bản chất phần còn lại mình phải quyết liệt trong điểm mua. Lưu ý buổi sáng ngày hôm nay vào lúc 11:08 nè, CTG chị mình thấy là điểm mua trong phiên ngày hôm nay. Đấy, mọi người lấy vị thế trước,
Tại vì sáng em thấy tín hiệu dòng tiền là cho anh chị mình đánh ngay cổ phiếu tích lũy kênh trên, sau rũ bỏ, đặc biệt là đây có sóng dòng dẫn dắt anh chị điều chỉnh yếu tố kiệt về thanh khoản test hai đấy. Tại vì sao mà em hay phân tích như thế này cho anh chị trong room là gì? Mọi người có sự tự tin trong việc mình đưa ra quyết định. Thì em biết trong cái vùng này tâm lý anh chị mình, mặc dù em là người dẫn dắt cho anh chị mình, nhưng mà tâm lý mình lúc nào cũng sẽ lo sợ về thị trường. Tại vì thị trường điều chỉnh mà nó sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư mình thay đổi đi cái quan điểm mà mình cảm giác như thị trường nó rơi đau chen á, thì anh chị mình không tự tin mình mua, nhưng đó mới chính là những vùng an toàn. Và anh chị mình thấy không, những điểm phân tích cho anh chị mình phải hiểu lý do vì sao anh chị mua, thì mọi người mới tự tin mình đưa ra quyết định. Sau hai test hai đấy là có điểm mọi dòng tiền pivot tốt thì mình chờ vào kia mình sẽ đánh thêm. Nên sáng nay điểm mua lấy vị thế là 34.5, 34.6, sai vẫn cắt lỗ 33. Target dịp này đúng thì nó chỉ mình là về 50 với những cổ phiếu CTG chứ không phải là về 35 40 đâu anh chị nha. Lưu ý kỹ nha. Tại vì sao? Anh chị mình thấy không? Đây là cái nền tích lũy lớn nè, gọi là vùng chân sóng đó. Cái vùng mà em nói chị mình là cổ phiếu đang có đủ biên đâu mà đi phân phối. Thì đây là vùng tái tích lũy, là cái nền số 2. Với những quá trình test đáy là một nè, hai nè, test lại nè. Anh chị mình thấy không? Đây quá trình test hai đáy lớn nè và hai đáy ngắn nè. Cái điểm rũ là kiệt về thanh khoản nè, có nghĩa là gì? Có còn ai cầm cổ phiếu đâu mà tổ chức họ bán. Đấy, cho nên những điểm test lại đấy á, là rũ bỏ cuối cùng. Cho nên nhiều anh chị mình nếu như mà mình bị yếu bóng vía, bị yếu tâm lý thì kiểu gì em nói chị mình bán trong cái phiên test đã đấy hai đây là bán ngay cái vùng trước ngưỡng cửa thiên đường đi lên luôn. Hôm nay anh chị mình thấy không, có cái thị trường nào sắp đau chen sắp rơi mà bị phân phối mà cổ phiếu như CTG nó tăng trần không? Nếu như mà anh chị mình cầm tiền mà mình còn không có thay đổi cái quan điểm sau cái phiên ngày hôm nay, em nói chị mình vùng này vẫn là chân sóng thôi, thị trường chưa đi lên, chưa bứt hết cái vùng nào tích lũy đi lên, thì tất cả những vùng giá ở đây đều là chân sóng thứ hai thứ ba tuần sau anh chị mình mua vẫn kịp. Nhưng quan trọng nhất là mọi người có thay đổi được cái suy nghĩ, thay đổi được cái tư duy nó đúng đắn hay không. Mọi người lưu ý nhé, đấy còn đúng sai là bình thường, nhưng mà quan trọng khi mình sai mình phải biết sự thay đổi để mình đầu tư nó tốt hơn. Tiền tổ chức họ đổ vào ngày hôm nay bao nhiêu anh chị mình biết không? 23 triệu cổ phiếu. 23 triệu cổ phiếu với CTG là bình thường, không phải là lớn, nó tầm khoảng 800 tỷ đó, nhưng mà cổ phiếu tăng gần chậm thì đồng nghĩa là gì? Cái vùng tái tích lũy ở đây khoảng tầm 2 tháng nè, tổ chức họ gom hết những cái lượng cung thì đó thể hiện bởi tốt kỳ cung nè, rũ bỏ kỳ cung là một cái tiêu chí quan trọng nhất báo hiệu cho cổ phiếu chuẩn bị bước vào cái nhịp tăng số 2. Thì hôm nay chính là gì? Chính là điểm xác nhận dòng tiền. Cho nên là buổi chiều khi mình thấy xung lực dòng tiền khỏe, dòng tiền mạnh là tự tin cho anh chị mình tiếp tục một điểm gia tăng. Vô đây CTG nè, mọi người gia tăng thêm luôn buổi chiều sau 2 giờ nè, hoặc là anh chị mình mua mới vẫn được nè. Tại vì sao? Có sự nỗ lực thành công. Ngày hôm nay không có ai dám mua đâu, cầm tiền chắc chắn anh chị mình hôm nay không dám mua. Chỉ ví dụ như anh chị mình có chiến lược sẵn sàng, ví dụ như em buổi sáng đi thì mình nói chị mình sẵn à, trên buổi chiều ví dụ như buổi có CTG là mình hướng dẫn người đánh thêm điểm gia tăng ngày hôm nay 35.7, 35.8 mà cho anh chị mình mua thêm. Cho nên với em khi mà mua bán á, nó đều có sự minh bạch về cái việc mà chia sẻ điểm mua cho anh chị mình. Buổi sáng nè 34.6, 34.5 đây thoải mái cho anh chị mình mua luôn đấy. Thì lúc nào cũng thế, em nói chị mình rồi nè, phần còn lại trong danh mục mọi người tiếp tục nắm sẵn sàng song pha khi mà tín hiệu gió đông xuất hiện. Thì hôm nay chính là điểm pivot gió đông của dòng ngân hàng, một cái yếu tố dòng tiền mà em đang chờ đợi là dòng tiền nó chảy vào cái dòng dẫn dắt. Thì khi mà anh chị mình thấy dòng tiền mà nó vào cái dòng dẫn dắt á, thì thị trường này sẽ bước vào cái nhịp chính sóng. Lưu ý kỹ mọi người ha, thì khi mà dòng dẫn dắt nó tiếp tục kéo thị trường trong nhịp số 2 vào chính sóng á, thì anh chị mình nghĩ thị trường ở đây nó dừng lại 1.300, tổ chức họ đánh hơi nhân từ. Nếu mà lên 1.300 mà bị phân phối, mọi người lưu ý nó phải về 1.500, đó mới là góc nhìn mà khi mà mình đã kỳ vọng, thì việc kỳ vọng lớn anh chị, tại vì ước mơ đó có bị đánh thuế đó. Lưu ý kỹ mọi người ha, đấy cho nên danh mục của em ngày nay người thấy không, đây là danh mục chiến lược đánh sóng nè, chiến lược dài nè. Mình không có bán bất kỳ cổ phiếu nào trong riêng cái danh mục chiến lược dài trong cái nhịp điều chỉnh rũ bỏ vừa qua, đặc biệt là với những mã cổ phiếu mà anh em chị mình là mua vị thế tốt như MB là phải càng quyết liệt cầm nắm. Vị thế tốt có cho anh chị mình một cái cơ hội là mình cầm qua được những cái nhịp điều chỉnh rung lắc của cổ phiếu. Và ngày hôm nay thì thị trường kéo lại, cổ phiếu tăng lên là tất cả các cổ phiếu trong danh mục đều xanh hết, điều xanh hết anh chị. Lưu ý kỹ trên cái chiến lược nó rất là quan trọng. Còn anh chị mình tư duy thị trường xấu thì trường gãy mình bán hết cổ phiếu mình cầm tiền, thì bây giờ mình chỉ ngồi nhìn cổ phiếu tăng thôi. Nhưng mà đối với em thị trường này vẫn không muộn, anh chị mình nên tập trung tham gia sớm, tránh sau này thị trường lên 1.300, 1.500 mà bắt đầu mới cầm tiền lao vào mua thì nó chị mình kiểu gì cũng ngay đỉnh. Mà bản chất mà em nói chị mình là những nhà đầu tư nào mà cầm tiền á, thị trường mà nó kéo vài phiên nữa thôi là kiểu gì cũng lao vào mua giá cao hết. Cho nên cái thời điểm này là thời điểm tốt nhất, đặc biệt là phiên ngày hôm nay để cho anh chị mình tham gia. Lưu ý kỹ mọi người ha, đấy em nói chị mình trong room luôn nè, buổi chiều ngày hôm nay nè, khi mà bản chất dòng ngân hàng nó xác nhận đi lên nè, em nói chị mình nè, dòng ngân hàng buổi chiều lại mấy tín hiệu rồi đấy, sáng nay dòng tiền vào tốt nè, tích cực nè, ngân hàng cầm có nhịp rũ thì điều kiện đi lên sóng dòng mình đánh tiếp. Thì banh là mùi cầm full luôn, em cầm những cổ phiếu ngân hàng là em không bán, tại vì xác định sóng dòng khi mà muốn kết thúc một cái chu kỳ phải có chạy nước rút, thì quan trọng nhất mọi người phải ăn được cái nhịp nước rút của cổ phiếu chứ đang siêu kiếm tiền anh chị. Đấy, cho nên hôm nay là chắc là ai mà có banh anh chị mình gia tăng hết đi, tại vì cây ngày hôm nay mọi người là điểm mua, lực cây pivot này là chuẩn như một cuốn sách giáo khoa luôn. Em cho anh chị mình đánh gia tăng thêm tách cơm băng vùng 47, tách cơm băng này anh chị mình thấy không? Em cầm vị thế vùng giá 44.2 mình đâu có bán, nhiều anh chị mình kêu chốt lại không em ơi, sợ nó rơi sợ nó gãy.
nhưng em nhìn được là gì, tổ chức họ không phân phối thì mình nắm, tại vì mình đánh theo dòng tiền mà, tại vì em là một người mình đánh theo dòng tiền thì mình sẽ bán khi nào mà em thấy dòng tiền tổ chức họ bán ra, họ phân phối ra thì mình mới bán, còn tổ chức ở đây họ có bán đâu mà mình bán. Đa phần anh chị mình tự làm cho cái tâm lý của mình nó lo sợ, rồi mình nhìn đâu do mình thấy nó giảm mình thấy ghê, chứ thị trường nó có gì đâu, tổ chức mới là cái người quan trọng điều tiết cái trận đấu này. Đầu tư mà em nói anh chị mình biết quá nhiều nó cũng không hay, nó bị đấu tranh về tư tưởng á, đơn giản nó chính là đỉnh cao của hiệu quả. Cho anh chị mình nhìn cái tài khoản ở đây, những cổ phiếu MB đúng không, thấy hôm nay em thậm chí em mua CTG mua muộn trong room đó, đấy thì buổi chiều mình mới có vốn với tài khoản này của một hệ thống khách hàng, một tài khoản nhỏ đó, thì buổi chiều em mới có vốn là bắt đầu mình mập thì mình mới đánh cho cái tài khoản này. Cho nên mình chị thấy không, những cổ phiếu ví dụ như là MBB nè, mua đúng 168 là em cầm tới chết, khi nào hết chu kỳ mình mới bán. Ví dụ hôm trước anh chị thấy lãi 35% nó còn 25% em vẫn cầm như thường, bây giờ nó giật lên lãi là 32%, lưu ý kỹ. Cho nên mọi người phải có được cái tư duy về sóng dòng, tư duy về thị trường dòng tiền thì mình mới quyết liệt cầm nắm được, còn mà cứ nhảy ra nhảy vô nhảy vô nhảy ra nó nhìn lại trả cái chu kỳ trả kiếm được bao nhiêu tiền, thị trường Dow Chain là anh chị mất nhiều nhất, lưu ý kỹ nha. Đấy, cho nên em cố gắng, mục tiêu của em trong thị trường Upchain đó là phải cố gắng kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Cho nên nhiều anh chị nhà đầu tư nào mà lỡ một cái nhịp sóng số 1 của dòng ngân hàng ở đây nè, em nói nhịp mình chỉ là cái nhịp tạo đà thôi, không phải là nhịp tăng mạnh gì đâu, đây chỉ là nhịp tạo đà. Ví dụ CTG nè, cái nhịp này tăng lên từ nền đi lên tầm 20% mà 20-30%, nó chỉ là nhịp chạy đà thôi chị. Đấy, cái nhịp tiếp theo nè, thị trường chuẩn bị tới nè, và hiện tại là cái xác nhận rồi, thậm chí chuẩn bị tới mà đã tới rồi luôn á, thì nó chính là cái nhịp chính sóng. Cái nhịp này là nhịp chính sóng, anh chị mình sẽ thấy những mã cổ phiếu ngân hàng nó cởi ngựa mà nó chạy âm 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 luôn. Anh chị mình thử coi, lưu ý kỹ là đó nhịp chính sóng, một cái dòng đi lên, có một siêu cơ hội. Cho anh chị nào không tham gia được nhịp một thì mình phải đặt cho mình cái mục tiêu là nhịp hai này tôi phải tham gia được. Còn anh chị mình thấy thị trường đi lên biết bao nhiêu điểm mà, biết bao nhiêu con sóng mà. Mà em nói chị mình những cái sai lầm của nhà đầu tư, thị trường đi lên rất nhiều mà vì sao 3 tháng vừa qua Upchain anh chị vẫn không kiếm được tiền, không kiếm được tiền anh chị. Đấy, cứ nhất cái lý do lớn nhất luôn mà em thấy nhiều anh chị nhà đầu tư mình là mình cầm tiền trong Upchain. Em nói chị mình cái sai lầm lớn nhất là cầm đi full cash, cash king 100% tiền trong Upchain là sai lầm anh chị. Khi mà tâm lý anh chị mình cầm tiền nó tạo cho anh chị mình cái suy nghĩ là thị trường này xấu, thị trường này rủi ro, và mình cố gắng đi đoán đỉnh, đoán điều chỉnh. Thì cái chị giai đoạn vừa rồi chị mình thấy không, ai mà đi cố gắng đón thị trường đỉnh đi, đón thị trường phân phối đi, thì làm sao mà anh chị mình dám mua cổ phiếu, tại vì mình không có một cái chiến lược rõ ràng về việc mua, mà mình chỉ có một cái chiến lược là thị trường này rơi về bao nhiêu, ở điểm số mà khủng 1.000, điểm số khủng 900, thì làm sao anh chị mình dám mua cổ phiếu. Nó chính là cái kháng cự, nó cản trở cái việc anh chị mình mua, mặc dù em biết là nhiều hôm nay anh chị mình biết à đây là điểm mua CTG đó, đây là dòng tiền vào đó. Nhưng mà do là gì, do cái lúc đầu là anh chị mình nhìn là nhìn thị trường phân phối, nhìn thị trường đạt đỉnh, nhìn thị trường gãy, thì bản chất nó cản trở cái việc mà anh chị mình đưa ra quyết định. Nhưng mà với em thị trường này vẫn là thị trường cơ hội, vẫn chưa đi lên xa đâu anh chị, lưu ý kỹ nhá, trên quay đầu là bờ, tham gia vẫn là đúng điểm. Đó là cái yếu tố lớn nhất trong giai đoạn này mà anh chị mình đầu tư. Cái thứ hai á là anh chị mình chạy theo tin tức, anh chị mình đọc quá nhiều tin tức trên thị trường, tỷ giá cũng đọc, giá vàng tăng cũng lo, đấy, Dow Jones giảm cũng sợ, quá nhiều thông tin tin tức. Cái quan trọng nhất đó, mình không nhìn đâu mà mình toàn nhìn những cái bên ngoài không à. Cái quan trọng nhất ở đây là xu hướng, em đã định hướng cho anh chị mình. Cái quan trọng nhất là cung cầu không thấy bán, có lượng bán lớn thì đừng có lo. Anh chị mình thấy thị trường nó giảm volume gấp như thế này mà anh chị mình nói phân phối, anh chị mình thấy rõ đây là kết quả nè, những cái phiên gần đây là kết quả nè, và đặc biệt cái ngày hôm qua nó chính là cái liều hút khử cho thị trường. Dow Jones giảm bao nhiêu, 500 điểm, và VN Index kéo xanh, thì bản chất hôm nay nó chỉ là tiếp diễn hiệu ứng đi lên đó. Sau quá trình test đáy là bình thường, hôm nay thị trường tăng như thế này mà sẽ có nhiều hệ thống thì nói chị mình là gì, thị trường này còn vol thấp đó. Thì lúc mà vol lớn đu vào là ngay đỉnh luôn, lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, cho nên là ở một góc độ nào đó anh chị mình sẽ thấy là gì, cái xu hướng mới là cái điều quan trọng. Còn tin tức công tin em đã ví dụ cho chị mình trong cái buổi livestream ngày hôm qua rồi, nó chỉ là công cụ để tổ chức họ vận hành giá thôi. Thị trường xu hướng tăng nó sẽ miễn nhiễm với tin xấu, anh chị mình nhìn tin xấu thị trường có giảm đâu. Này ở đây thứ nhất tin xấu gì, tin xấu về phát hành tín phiếu đúng không, thị trường có giảm, anh chị mình nhìn đến ngày hôm nay coi là thị trường có giảm không. Nhưng mà cổ phiếu mà chị mình bán ra trong cái tin xấu mà tín phiếu ở đây á, xem là nó có rơi không anh chị, nó có rơi đâu, con DG này anh chị mình sợ bán ra là ngay đấy, bây giờ nó bùng giá 26, bây giờ nó cửa 33, anh chị mình thấy không. Đấy, nghĩa là mình đang bị sai về cái hệ thống đầu tư đánh giá về tin tức. Cái yếu tố tiếp theo là anh chị mình nhìn vào cái giai đoạn tiếp theo là ngày bao nhiêu, ngày 18 tháng 3, một số cái yếu tố thông tin liên quan đến việc về chủ tịch nước rồi bán cổ phiếu ra bán. Còn anh chị mình thử nhìn con DG đi, ở đây bán rồi bây giờ nó bao nhiêu, bán đây 30 bây giờ nó về bao nhiêu, về 33 44 luôn. Đấy, một tiếp theo là anh chị mình nhìn nữa nè, gần đây nhất Dow Jones giảm, tỷ giá tăng, rồi bác cổ phiếu bán rồi ngay đấy hết luôn, lưu ý kỹ mọi người ha. Cho nên đúc kết lại với chị mình á, cái xu hướng là điều quan trọng nhất, mình phải đánh theo dòng tiền, mình phải biết dòng tiền nó đang ở đâu. Em nói thật anh chị mình, em chỉ sợ thị trường Dow Chain thôi, thị trường Dow Chain là thôi nghỉ ngơi đi du lịch, còn thị trường này mới là thị trường cơ hội, xu hướng tăng tích lũy kênh trên. Thì cái kênh tích lũy nói chị mình nè,
xác nhận tiếp tục mà. Ví dụ nay mò dòng tiền, mai tuần sau xác nhận tiếp tục cái nữa là vào chen luôn. Lưu ý kỹ vào nhịp chính sống luôn. Cho nên ở đây vẫn là cái dùng chân sống để nói chị đầu tư. Cho nên hãy lên kế hoạch trong 2 ngày cuối tuần để chuẩn bị cho nó kỹ. Đấy. Những sai lầm số 3 mà nhà đầu tư mình hay bị dính nhất á, chính là gì? Từ cái tin tức này nè, thì nó đánh giá là mình thiếu đi cái kinh nghiệm đầu tư. Tại vì ví dụ như em đi, mình đã chết rất nhiều chu kỳ trên thị trường để mà bây giờ mà em có thể là ngồi ở đây mình đưa ra cái quan điểm độc lập của cá nhân mình là hướng dẫn cho anh chị mình á, tránh được những cái dông bão vừa qua rung lắc vẫn cầm cổ phiếu á, thì thực chất á, em cũng là một người đã chết rất nhiều trong những cái chu kỳ trước. Anh chị mình biết chu kỳ nào không? Đây, đặc biệt là trong những cái chu kỳ mà năm 2018 á, trong cái thời điểm này là những cổ phiếu như CTG đi lên, anh chị biết giai đoạn này là CTG đi lên trong giai đoạn 2017 2018 á, thì cái thời điểm đó ấy, em mua đúng được chân sống dòng ngân hàng luôn, em mua đúng được cái chân sống của những mặt cổ phiếu như là CTG ở đây luôn. Nhưng mà cái việc mà mình quá nhìn vào thông tin, em không nắm được, mình không cầm nắm được cổ phiếu anh chị mình nào. Dù đây dòng ngân hàng nè, tích lũy lớn nè, chị mình tích lũy 6 tháng nè, từ tháng 6 đến tháng 12 sức phát đi lên nè, dòng tiền vào nè. Nhưng mà nó xuất hiện một nhịp chỉnh, một nhịp rũ của thị trường. Em nói nhịp rũ này nó còn khốc liệt hơn nhiều, tại vì anh chị biết vì sao không? Đây là giai đoạn mà nó bị biến động thông tin thế giới cực kỳ lớn liên quan giữa Mỹ và Trung Quốc về chiến tranh thương mại á. Đấy, bắt đầu đây là giai đoạn mà buổi tối anh chị mình nhìn ở Dow Jones đi, ông Donald Trump ông áp thuế với Trung Quốc rồi cổ phiếu qua ngày hôm sau và index phản ứng giảm qua trời giảm luôn. Nhưng mà bản chất sau này mình nhìn lại thấy ui nó giảm không có volume á, thì em mới rút ra kinh bài học kinh nghiệm cho mình cho ngày hôm nay. Còn đoạn này mà em nói chị mình nè, thời điểm này em hơi non, gọi là mình hơi non đi á, có mình giống với những anh chị nhà tôi F0 F1 đi á, thì lúc đó em chưa chuyên nghiệp vào thị trường thì mình cứ thấy thị trường giảm là thôi trước mắt là cứ vác cổ phiếu ra bán trước đi, mà mình không có đánh giá được bức tranh là cổ phiếu nó tốt hay là nó xấu, dòng tiền có thoát ra chưa. Nên mình rất dễ bị loạn về cái phương pháp. Và thời điểm đó em cũng là một người mà mình chưa có một cái phương pháp đầu tư nó chỉnh chu, chưa có một cái tiêu chí mua như thế nào cho nó hợp lý, cho nên đâm ra ấy, là mình cứ thấy thị trường rung lắc là chạy, rung lắc là chạy. Nó gọi là gì, nó như là một cái bài học về con gà ấy. Ví dụ anh chị mình thấy không, ví dụ anh chị mình mà có nuôi một cái con gà ấy, thì lúc mà mình vừa đánh á, vừa cho ăn á, vừa đánh vừa cho ăn nha, thì con gà nó sẽ bỏ chạy anh chị mình ha, cứ tới đánh á, xong rồi cho nó ăn là sẽ bỏ chạy. Nhưng đến một cái thời điểm á, mà sáng anh chị mình cho ăn, trưa cho ăn, chiều cũng cho ăn, không đánh nó nữa, ngày nào cũng cho nó ăn đều 3 bữa, thì cái thời điểm đó trong cái tư duy suy nghĩ của một cái con gà, nó sẽ không còn sự đề phòng và e ngại. Thì cái lúc đó anh chị nói chị mình, con gà anh chị muốn cầm con dao kê ngay cổ giết lúc nào là mình giết. Lưu ý kỹ thì nó cũng tương tự với thị trường chứng khoán luôn, lúc thị trường vừa tăng vừa chỉnh vừa rũ thì nhà đầu tư bỏ chạy, thì nhà đầu tư lại bán cổ phiếu đi cầm tiền. Nhưng sẽ có thời điểm gọi là 5 6 tháng tới anh chị mình sẽ thị trường nó tăng liên tục, mở phiên là tăng, lúc đó em nói chị mình ai mà lên thị trường hô chỉnh á là bị racing tới chết, bị hô chỉnh là bị gì, thì bị rì bọt ngay. Lúc đó anh chị mình sự hung hãn của nhà đầu tư lưu ý kỹ, tại vì lúc nào thị trường cũng tăng 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 gọi là giai đoạn chạy nước rút, thời điểm đó chị mình sẽ thấy cổ phiếu mở biên tăng liên tục luôn, tốc độ kiếm tiền cực kỳ nhanh luôn, không ai nói về thị trường rủi ro, không ai nói về thị trường đỉnh, thị trường rất là ồn ào, nhưng đó mới là thời điểm dễ chết nhất. Còn bây giờ em nói chị mình vùng ảm đạm thì chị mình nên tập trung vào cổ phiếu an toàn mà đánh, cơ hội còn rất lớn. Lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, thì đang tương tự là từ cái nền số 1 xuất phát đi lên nó tăng được bao nhiêu phần trăm đâu, tăng được bao nhiêu, tăng được 20 30% làm sao mà tổ chức còn phân phối được. Đó, đoạn này do là em nhận định sai cái chu kỳ, mình không có một cái hệ thống hỗ trợ, thì bắt buộc đây là cái bài học lớn nhất trong cuộc đời của em khi mà mình đánh giá về cái cổ phiếu xuất phát từ nền đi lên. Vì sao em quyết liệt cho chị mình cầm nắm MBB, mình đâu có bán đâu, rất quyết liệt cho chị mình cầm nắm MB từ chân sóng để bây giờ nhìn lại đây mới chính là cái thành quả của anh chị mình làm việc nó phải có kết quả, chị nó có thành quả thì nó mới có niềm tin cho chị mình cầm nắm cổ phiếu. Đấy, cái phương pháp nó phải rõ ràng. À, một cổ phiếu dựa tách cơm băng là anh chị mình đã chỉnh từ 50 48 về 45 em vẫn cho anh chị mình cầm hôm nay để mua thêm. Với những cổ phiếu như tách cơm khi mà dòng tiền vào, những cổ phiếu nhiều cổ phiếu như là gì, như là MSB cho anh chị mình cầm, thậm chí cái này lại không nhiều nhưng vẫn quyết liệt cho anh chị mình nắm, tại mình không thấy được hành vi phân phối. Hay BIDV cũng cầm. À, ngân hàng là giai đoạn này em cầm lại hết. Chỉ có những cổ phiếu STB hôm trước mua sai bị lượng cung lớn phải bán ra thôi, chứ không có yếu tố bị bán tháo là mình cầm lại hết, nhưng mà cổ phiếu của dòng ngân hàng. Lưu ý, cho nên chúng ta phải có một cái phương pháp đầu tư cho nó bài bản. Yếu tố thứ tư mà vì sao mà nhiều anh chị mình không kiếm tiền được là mình đánh sai cổ phiếu. Có là gì, mình đang nắm được những cổ phiếu yếu và không giữ được những cổ phiếu mạnh. Có phải trong những phiên rung lắc điều chỉnh của thị trường, ví dụ em nói chị mình nắm 5 mã cổ phiếu đi, thì trong 5 mã đó em cho là có 2 mã cổ phiếu xanh và anh chị mình lãi 15 20%, thì anh chị mình luôn luôn là gì, mình đi vét những con cổ phiếu có lãi, những cổ phiếu xanh ra mình bán trước, còn những con mà lỗ 10 15% là chị mình hay giữ lại, tại vì chờ nó hồi. Nó tâm lý sai lầm anh chị, em nói chị mình lúc mà trường chỉnh những cái nào mà giữ giá tốt mới là những con mạnh anh chị mình nên cầm, còn và anh chị mình nên cơ cấu đi những cổ phiếu yếu. Còn nhà tư thường hay làm ngược lại là nắm những cổ phiếu yếu và đi bán những cổ phiếu mạnh, anh chị mình thấy đúng không? Ai ví dụ như trong 4 cái trạng thái này anh chị mình bị dính vào trạng thái nào thì mình để lại từng số trong phần comment, trong phần bình luận bên dưới. Quan trọng nhất á, ở đây á, là chúng ta quyết liệt trong việc thay đổi anh chị, có nghĩa là mình thấy được à, những cái sai lầm của mình. Tại vì em nói chị mình đầu tư trên thị trường chứng khoán á, đó là cả một cái quá trình,
chứ không phải là ở đây chị mình đầu tư 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng rồi chị mình nghỉ. Không có, chúng ta xác định ở đây là một kênh đầu tư lâu dài, thì khi mình sai là bình thường. Em vẫn nói chị mình em sai rất là nhiều, nhưng mà từ những cái sai đó mình nghiêm túc, mình thay đổi, mình rút ra cái bài học kinh nghiệm và quyết liệt thay đổi, rút kinh nghiệm và nâng cấp đi cái kiến thức của mình, tìm kiếm một cái hệ thống nó tốt hơn, thì từ đó anh chị mình đầu tư nó sẽ tốt hơn. Lưu ý kỹ. Còn đoạn này em nói anh chị mình thị trường cấp trên mà ai cứ hô sặc hô gãy ấy, thì sẽ tạo cho anh chị mình tâm lý lo sợ và mình không dám mua cổ phiếu, trong khi cổ phiếu nó tăng ầm ầm chứ nó có giảm đâu. Anh chị mình cầm con DG nó có giảm đâu, anh chị mình cầm con BVS nó có giảm đâu, anh chị mình thấy con BVD nó giảm chứ mình sợ chứ chắc nó có bị gì đâu, nay nó bật lên nè ấy, hôm trước ai nói xấu mà nay bật lên có còn ai chê nữa đâu. Anh chị mình nhìn những cổ phiếu anh chị thấy CTG nè, mình không có nhìn được bản chất tích lũy thì mình nói cổ phiếu nó rủi ro chứ nó trong cái biên rủ lại bật cây trần nhanh đâu. Anh chị mình thấy không, chỉ có xu hướng tăng thì những cổ phiếu nó gọi là gì, giảm thì giảm hen bộ, mà tăng một cây trần là tăng hen máy, tăng một cây coi như là bằng cả một cái đoạn vừa qua nó rủ quá chỉnh rồi. Thì có một cái thị trường nào mà đau chen phân phối mà nó như thế đâu anh chị, mình lưu ý á đấy. Cho nên hãy mạnh dạn thay đổi, quyết liệt lên chị. Ví dụ em là người đưa ra cái quyết định cực kỳ quyết liệt, đúng điểm mua chị mà thấy buổi sáng nay là em lao vào mua ngay CTG, buổi chiều cái Techcombank tiền vào vẫn tiếp tục báo chị mình gia tăng thêm Techcombank, cuối phiên em thấy có VIB tiền vào vẫn báo chị mình đánh thêm VIB, VIB nè, Pivot nè, thì tự tin đánh lên chị. Ê, VIB có cho chị mình bán đâu, mặc dù mình mua điểm này hàng về nó còn vi phạm, nó còn bị âm, có những điểm âm 1-2%, nhưng vì mình nhìn được cái cấu trúc của cổ phiếu nó không bị bán tháo thì vẫn quyết liệt cho chị mình nắm sau điểm test thai đáy nè. Hôm nay dòng tiền điểm mua, lưu ý kiểu nguyên tắc test thai đáy rồi không khủng thì vùng này cũng là không cao, đặc biệt kênh trên dòng tiền dòng dẫn dắt xu hướng tăng thì tập trung vào đánh đấy. Đó là với bản chất của dòng ngân hàng ha. Cho nên là ở một góc độ nào đó với cái phiên ngày hôm nay khi mình nhìn với dòng ngân hàng á, thì em thấy một cái tín hiệu dòng tiền cực tốt. Liên Việt à, Liên Việt rõ ràng anh chị mình thấy không, phiên ngày hôm qua ui live stream rất nhiều anh chị mình sợ, em nói chị mình cầm đi, những người vào sóng rồi khi mình cược là mình phải cược đi lên. Cho nên hôm trước em đã đưa cho chị mình cái bài toán, nếu như chúng ta đúng thì tất cả cái cổ phiếu vùng này anh chị mình mua, thậm chí tuần sau anh chị mua nó vẫn đang chân sóng thì cái lợi nhuận anh chị sẽ cực kỳ lớn đấy. Còn cái rủi ro nếu chúng ta sai cực kỳ nhỏ, mình chấp nhận đánh đổi cái lợi nhuận lớn rủi ro nhỏ thì phải đánh đổi chứ chị, phải chấp nhận chơi chứ, phải chấp nhận cược thị trường đi lên chứ đấy. Những cổ phiếu Liên Việt tiền nó vào âm âm như thế này, có thị trường nào mà thiếu cầu mà Liên Việt nó tăng 2-3 cây trận không? Anh chị mình nhìn một cái chặt tuần Liên Việt tăng bao nhiêu, tăng 14%. Đấy, những điểm rủ, những điểm test là buổi sáng ngày hôm nay em cân đối giữa CTG và Liên Việt cho anh chị mình mua. Cuối cùng em quyết định là mua con CTG. Tại vì danh mục mình cầm nhiều banh mà thì mình sẽ ưu tiên cho anh chị mình con CTG. Đấy, còn anh chị mình trong room vẫn nói anh chị mình là canh Liên Việt mua đi. Anh chị nào thích thì cứ canh Liên Việt mình đánh. Ví dụ buổi sáng vẫn nói anh chị mình là tuần bắt đầu canh ca, nay theo dõi canh xét Liên Việt nè. Ngày qua cũng thế, những điểm test là điểm canh cho anh chị mình. Với những cổ phiếu Liên Việt này nó vào trên rồi chị. Có quan trọng nhất nó vào trên nè. Nó vào xuống tăng dòng tiền vào rõ ràng như thế này. Ấy, trên lúc mà đúng điểm mua nhà tôi còn cứ hồi trường sập thì làm gì dám một giải ngân mà ra quyết định để mua. Lúc thị trường lên cao nó sau này Liên Việt lên 25 26 đi, còn thấy rõ ràng đu vào mua nó chỉnh tiếp. Lưu ý kỹ ha. Thì đó là một trong những lý do vì sao mà trong 3 tháng vừa qua nhiều anh chị mình đại đa số là mình không có kiếm được tiền trong một cái thị trường cấp trên là như thế mọi người ha. Đấy, cho nên hãy thay đổi và rút kinh nghiệm, nâng cấp kiến thức của mình lên. Đó. Cho nên là ở một góc độ nào đó phiên ngày hôm nay ngoài Liên Việt này thì chúng ta thấy rõ ràng CTG đây là dòng tiền chứ cái gì anh chị, mọi người không, một đáy hai đáy kiệt về thanh khoản, kiệt quệ luôn, đâu còn ai đầu tư đó. Và lúc nào anh nhìn hồi xưa giai đoạn mà của ai đi cũng vậy à. Em nói chu kỳ năm nào cũng thế đó, cứ cổ phiếu vừa mới đi lên có 15-20% tỷ nền đó, mà nó rủ hoặc là tích lũy lại là nhà đầu tư hô sập hô gãy. Ở đây cũng vậy nè anh chị mình thấy không, quá trình nó rủ rồi nè, rủ test là đáy kiệt về thanh khoản rồi, kiệt về thanh khoản nè. Cái phiên ngày hôm nay của CTG nó không khác gì so với cái phiên ngày 8 tháng 5 của những cổ phiếu như SI, thậm chí nó xung lực ngày hôm nay của CTG mạnh hơn SI nhiều đấy. SI thì tăng được 3-4%, mà nhưng mà CTG này gần trần thì xung lực nó mạnh hơn nhiều, và sau điểm rủ kỳ thanh khoản là kích hoạt nè, thì phía sau nó bước vào nhịp chính sóng. Thì đây là nhịp chính sóng của những cổ phiếu như là EI nè chị mình thấy không, nó có thể lũy 6 tháng nhịp đầu khởi cốt trả, thì cổ phiếu nó có một cái nguyên tắc là gì, khởi đầu chậm và kết thúc nhanh đấy. Trên giai đoạn khởi đầu rất là chậm, có thể nó tích lũy đây 1 tháng trời, nhưng mà sau đó chị mình thấy không, quá trình mà cổ phiếu đi lên từ cái nhịp chính sóng này nó tăng bao nhiêu, tăng 60% trong vòng 3 tuần, bao là một ba tháng đó. Đó là những yếu tố mà mình phải đánh giá được. Cho nên đó là một chuyện lý do vì sao mà em nói chị mình đoạn này là chân sóng là như thế, chứ không phải là mình đi nói bừa. Tại vì mình đã từng đánh thành công với con sóng dòng của dòng chứng khoán năm 2023 rồi, thì mình áp dụng tương tự những kỹ thuật, những bí kíp, những cách chia sẻ em đều nói với chị mình hết để mình đánh được cái dòng ngân hàng. Thì cơ hội đó với em đều mang tính chia sẻ thôi, để mong muốn anh chị mình đầu tư tốt hơn đấy. Chứ nếu như mà em giấu đi thì em đâu có ngồi ở đây mà em làm YouTube hỗ trợ cho anh chị mình cầm cổ phiếu trong những phiên vừa rồi đấy. ACB cũng vậy, nãy nó cả dòng ngày ngày nay đều là điểm mua, điểm pivot sau quá trình test đã đi lên nào, tích lũy xác nhận dòng tiền nè. Anh chị mình nắm con nào mình gia tăng con đó nha. Ấy, những cổ phiếu ví dụ như là gì, BIDV cũng vậy nè, những con này xung được đi lên trước ngày hôm qua nè. Một vài cổ phiếu tiếp theo ví dụ chị mình nhìn MB đấy, MB cũng tới sau điểm rủ cái thanh khoản này dòng tiền vào nè, pivot nè đấy. Cho nên nói chị mình hôm nay ai nắm con ngân hàng nào cứ đánh con đó, MSB thậm chí đây là điểm tiếp tục mua cho anh chị mình nè. Sau điểm kỳ thanh khoản điểm mò dòng tiền vào nè, những cổ phiếu chị mình thấy không, OCB tiền vào nè,
Nhưng mà đấy, dòng tiền nó chảy vào đều cả một cái dòng như thế. Câu chuyện năm nay là cái game ngân hàng còn rất to, rất lớn. Đấy, và thời gian tới chị mình thấy nha, những cái kế hoạch mà tăng vốn của dòng ngân hàng này, nó còn hiện hữu. Có nghĩa là câu chuyện này vẫn đang tiếp diễn, chứ nó chưa có kết thúc đi cái sự kỳ vọng. Đấy, ngoài dòng ngân hàng ra, dòng bất động sản, dòng thép, dòng chứng khoán, thì câu chuyện tăng vốn ầm ầm. Đấy, trên cái câu chuyện năm nay rất nhiều. Mà em nói chị mình cứ bám sát theo cái vấn đề mà em đánh giá đi, ngân hàng và tăng vốn là chị mình đầu tư thành công. Đó. Những cổ phiếu VB cũng vậy, những cổ phiếu VB cơ hội còn rất lớn cho chị mình canh. Đấy, nên những cái điểm ví dụ như điểm mua trong room á, thì em sẽ chia sẻ chị mình nó chi tiết hơn. Cho em bắt buộc là ví dụ như trong tuần sau em phải tổ chức cho anh chị một buổi khóa học. Ở đây những cổ phiếu như Techcombank rồi này cũng sẽ chia sẻ cho anh chị mình. Đấy, cho ví dụ anh chị thấy đồng quan điểm với em thì mình phải là gì, mình chuyển về bạn trợ lý, mình liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh á. Thì bạn Hải Anh sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho tất cả chị nhà đầu tư mình để tham gia vào hệ thống. Tại vì sao? Tuần sau em sẽ tiếp tục cho anh chị một cái buổi đào tạo, nói dụ những cái buổi đào tạo trước đó đã thành công thì tiếp tục cái tuần sau. Tại vì cuối tuần này là em đi chủ nhật, các là em đi Hà Tiên, cho nên là chủ nhật mình sẽ về, sau đó mình sẽ lên cái liệu trình, mình sắp xếp thời gian trong tuần sau để hướng dẫn và đào tạo cho anh chị mình. Với một cái buổi đào tạo này á, là sẽ chia sẻ cho anh chị mình thêm về cái điểm mua, thời điểm tốt nhất trong con sóng ngân hàng từ vùng chân sóng đấy, để cho anh tập trung mà đánh đấy, và chiến lược cho anh chị mình đi vốn tổng lực từ vùng đáy, từ vùng chân sóng đi lên, tránh sau này lên cao mới kiếm tiền, huy động vốn nạp tiền thêm vào mua là sai lầm anh chị nha. Và đây mới là thời điểm vàng tốt nhất cho anh chị mình đánh. Thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình cách đi vốn, đó là điều quan trọng đấy, để chị mình chọn được những cổ phiếu tốt nhất, những cổ phiếu mạnh nhất vào nhịp chính sóng, cũng như là gì, sẽ nói chị mình thêm về những mẫu hình cổ phiếu chạy nước rút trong nhịp này, nó cũng sẽ đi lên chung với cái dòng dẫn dắt, và cũng sẽ có một cái dòng mới đi lên tiếp theo. Mọi người lưu ý ha, đấy, cho anh chị mà thấy đồng quan điểm thì về đây em hỗ trợ cho anh chị mình, và chúng ta sẽ cùng nhau ngồi bàn luận, có những buổi coaching để chia sẻ cho chị mình thêm về kiến thức. Tại vì cái buổi coaching này á, thì trong đó cái gì mà chị mình tham gia vào á, thì nó sẽ có những cái buổi học trước đó mà em đã đào tạo, mọi người cũng phải xem lại để mình bổ cập thêm những cái kiến thức để mình vững vững vàng trên thị trường này. Mọi người lưu ý ha, đấy, trên thị trường này cơ hội nó vẫn còn nhiều. Ví dụ như cổ phiếu như ví dụ như là Techcombank đây mới lên ngày hôm nay thôi, ví dụ ngày hôm nay chị đã không mua được đúng không, tuần sau em còn sẽ chia sẻ cho anh chị mình điểm mua trong cái buổi đào tạo luôn. Cơ hội còn rất lớn anh chị mình, đừng có sợ bỏ lỡ, quan trọng nhất là mình có thay đổi được hay không. Ấy, bây giờ chị mình cầm tiền bây giờ cũng là cơ hội, cơ hội để chị mình giải ngân và mình mua nè, mình thay đổi được, mình tham gia được, mình quay trở lại mua được, và cách đi vốn sẽ giải tỏa được cái tâm lý cho anh chị mình, lưu ý kỹ ha. Đấy, cho nên là ở một góc độ nào đó, ví dụ anh chị mình về nhìn về dòng chứng khoán đi, anh chị mình thấy những cổ phiếu ví dụ như là SSI đi, những cái xác nhận dòng tiền, ví dụ anh chị mình không mua được cây này thì mình đã xác định quyết liệt mua, thì cây nhảy xấu test đỏ là chị mình mua. Tại vì sao? Mình phải đặt ra cho mình một cái sự kỳ vọng. Ví dụ những cái điểm mà ngày hôm nay, ví dụ em mua như CTG đi, ví dụ ngày hôm nay em nói chị mình trong room là mua CTG đi, nhiều anh chị mình hơi ngỡ ngàng khi mà em nói target là 50 đúng không, nhưng mà đó là sự thật anh chị. Target của em mua CTG vùng tá tích lũy này là phải về 50, thì cái biên target từ những điểm mua này 50 là tầm khoảng tầm 40%. Thì anh chị mình thấy không, bây giờ mà từ cái nền mà xét phát lên 40%, ví dụ anh chị mình không mua được ngày hôm nay thì ngày thứ hai anh chị mình mua, thì anh chị mình mua càng gần vùng nền nhất là an toàn. Đó là cách em hướng dẫn cho chị là cầm tiền. Còn tuần sau mua chi tiết hơn thì em hướng dẫn chị mình trong hệ thống khách hàng của em ở công ty chứng khoán VBS. Ví dụ ở đây thì bây giờ mọi người về VBS á, thì anh chị mình sẽ được miễn phí giao dịch 0% 6 tháng kể từ lúc mà anh chị mở tài khoản. Đó là những chính sách ưu đãi trong năm nay với công ty chứng khoán VBS với những nhà đầu tư mới. Đấy, quan trọng nhất là chúng ta đồng hành với nhau. Cho nên với em cái target CTG đây là về về 50 nè. Hay bây giờ 35, 36, 37 anh chị mình mua được không? Vẫn được chứ, đâu có sai đâu. Anh chị thấy liên việc không? Nói chị mình vùng này cứ canh lấy đi. Tại vì target nó bước chen nó vào nó sẽ chạy rất là xa. Nhưng cổ phiếu CTG cũng vậy nè. Đấy, đừng tránh sau này 45 chị mua nó hơi chênh vênh, hơi treo leo, chứ mà em nói chị mình quanh cái vùng nền thì chị mua vẫn được, vẫn tốt với những cổ phiếu như là CTG khi mà xác nhận được cái phiên dòng tiền vào để cổ phiếu bứt đi lên. Mọi người lưu ý á, hay ví dụ MB đây cũng vậy nè. MB thời điểm này nó dễ hướng dẫn cho chị mình rất nhiều về điểm mua nè. Anh chị mình không mua được 18 thì 19 10 20 đây chị vẫn mua được không? Vẫn được. Nhưng mà sau này chị mình em không dám mua. Có nghĩa là cầm tiền rồi không không gọi là gì, không quyết liệt và mạnh dạn trong sự thay đổi á, thì sau này cứ nhìn thấy nó lên tốt trên 25 mà đu vào mua, đu vào mua bắt đầu tá tích lũy là cả khá 2-3 tháng trời, nó rủ mấy cái là bắt đầu sợ vác hàng ra bán tiếp. Đấy, cho nên phải thay đổi đi anh chị nhé, lưu ý ha. Một vài cổ phiếu tiên phong tiên đồ cũng vậy, bắt đầu tiền nó vào thì chị mình cứ đánh thôi. Đấy, cho nên trong tuần sau ví dụ chị mình theo dõi tiếp cái dòng ngoài ngân hàng ra này, thì room bên em là mình cầm sóng dòng dầu khí, dù BVD BVS, đặc biệt cái ông BVD cái cây mà nó giảm nhiều anh chị mình nhắn em có bán không, em nó chị mình cứ cầm đi, vì thế tốt mình không có lo. Quan trọng mình phải nhìn được cái xu hướng tăng nè, đây xu hướng của cổ phiếu nè. Đấy, BVD nè, ngày nay rủ xong nè, đôi nhịp rủ nè, rủ kiệt thanh khoản rồi nè, anh chị mình thấy không, điểm rủ chỉnh là kiệt thanh khoản nè, ở đây mà hồi lên test đi test lại một vài nhịp nữa mà xác nhận dòng tiền vào để mua thêm, lưu ý kỹ mọi người ha. BVS cũng vậy nè, những cổ phiếu mạnh anh chị mình thấy không có chỉnh đâu. Đấy, nhiều anh chị mình cứ tự là đưa cho mình cái áp đặt suy nghĩ của mình là thị trường phân phối lên cái thị trường chứ tổ chức họ có bán đâu. Đấy, quan trọng nhất là mình ở đây mình đọc vị hành vi tổ chức mà tổ chức họ còn chưa hành động nữa mà anh chị mình đi đón mò, lưu ý cho những cổ phiếu như BVS em rủ là kiệt thanh khoản tích cung nè, qua từng điểm xác nhận dòng tiền là điểm mua tiếp theo,
Cho nên ngoài dòng ngân hàng ra, em nói chị mình thời gian tới sẽ có rất nhiều những cái sóng ngành, những cái sóng dòng đi lên mà mình mua muộn mua sâu thì nó chị mình kiểu gì là gì cũng rủi ro. Còn nên thời điểm này phải lên chiến lược, lên kế hoạch mà đi mua sớm đi anh chị. Đấy, thị trường vẫn còn đang vùng chân mà. Đấy, một vài cổ phiếu của dòng dầu khí thì tập trung BVD, BVS là những cơ hội tốt nhất để cho anh chị mình nắm ha. Đấy, một vài cổ phiếu tiếp theo ví dụ như là gì? Như là dòng nào anh chị? Như là dòng bất động sản đấy. Bất động sản dù nó chị mình cũng rất nhiều những cái cơ hội đi lên trong tuần sau, đặc biệt em nói một vài cổ phiếu bất động sản thì chưa tăng đó nha. Mà giữ giá được trong những cái nhịp này em nói đất xanh là cổ phiếu anh chị mình theo dõi kỹ. Riêng với dòng bất động sản đất xanh theo dõi kỹ. Còn ví dụ hệ thống bên em mình cầm DG, mình cầm gì Khang Điền đấy. Còn đất xanh là con cổ phiếu chưa lên mà đây đã có sóng dòng bất động sản đấy, sóng dòng bất động sản là những con đầu đèn lên trước, còn con đất xanh này chưa bứt lên được nè, vẫn đang còn trong một cái trạng thái tốt lũy kênh trên anh chị mình thấy không. Nhưng cái nền rủ là kỳ khám phản đó nè, cái nền này nó chị mình tổ chức họ rủ được rất nhiều nhà đầu tư đu bắt không cầm nổi đâu, mua sai điểm, mà mua sai điểm những cổ phiếu lên sâu lên muộn đâu cầm nổi như những nhịp rủ. Ê, trường xấu kiểu dụng đem đi cắt mà cắt là ngay đấy anh chị mình thấy không, không nhìn được yếu tố khoảng cấp đấy. Cho nên sau đó là những cổ phiếu như dùng đất xanh ngày nay đỡ cung lên, tuần sau xác nhận dòng tiền là điểm mua anh chị nhé. Những cổ phiếu này là xác nhận dòng tiền sớm là lên sớm, con nào có dòng tiền vào chị mình đánh trước đấy. Còn những cổ phiếu như DG bắt buộc phải chờ những dòng tiền mới thì chị mình đánh. Còn ở đây ví dụ anh chị mua sai điểm rồi nó chị mình là cầm đây tích lũy chán chê luôn. Còn em ví dụ mình cầm vị thế tốt thì mình không có lo ấy. Những cổ phiếu dòng kép ví dụ như Khang Điền cũng vậy, điểm rủ tiền vào chị mình đánh được nè. Nam Long là một trong những cái mẫu hình mà chạy nước rút ba nền tảng giá nè, chị mình thấy không đấy. Cho nên đây là những cổ phiếu tích lũy kiệt và thanh khoản, kiệt và thanh khoản rồi nè. Quan trọng cái yếu tố gì, dòng tiền tương tự với những cổ phiếu CTG ngày nay mình xác nhận vào là điểm mua cho anh chị mình. Trên cơ hội thị trường nó nhiều lắm đấy, ai mà nói thị trường này xấu chứ em đâu có nói xấu đâu anh chị mình thấy không. Xuyên suốt những cái phiên vừa qua, thậm chí cả lúc thị trường giảm điểm em vẫn nói chị mình là thị trường này tốt, thị trường này cơ hội đấy. Một vài cái vận động tiếp theo đi em chia sẻ thêm với chị nhà đầu tư mình về dòng thép. Dòng thép ở đây thì em đánh năm kim thôi, riêng dòng thép em đánh năm kim. Thứ nhất ngoài yếu tố dòng tiền cung cầu này, yếu tố rủ nè, kỳ khăn khoản dòng tiền ngày hôm qua vào nè, tuần sau những con như thép năm kim sẽ tiếp diễn những cái trạng thái đi lên, nó vào trên anh chị, những cái điểm moi dòng tiền pivot ngày hôm qua cực kỳ tốt với những cổ phiếu năm kim. Cho nên ở một góc độ nào đó thép thì em đánh nam kim, tại vì sao, tại vì nam kim nó có một chuyện tăng vốn, nam kim sẽ chia quyền với tỷ lệ 50%, thứ hai á, là sẽ chia cổ tức 20%, lưu ý kỹ á. À, trên để nói chị mình năm nay những cổ phiếu riêng lẻ đi dòng thép nó cũng chưa có sóng sánh gì đâu, quan trọng là những con nào có câu chuyện riêng lẻ thì mình tập trung mình đánh con đó. Đó, nam kim anh chọn cho anh chị mình, kim không đánh hoa sen nha, em đánh nam kim thì thấy xung lực nam kim ngày qua nó tốt hơn. Những cổ phiếu hòa phát cũng vậy, cổ phiếu dù ra test kỳ thanh khoản có tiền vào gì nào thích thì mình đánh. À, còn em tập trung cái keyword, cái cốt lõi dòng vốn á, là mình đánh dài đây là đánh dòng nào, dòng ngân hàng và dòng dầu khí, và đánh ngắn thì cộng mình có dòng bất động sản, đó là ba dòng có sóng mình tập trung em đánh. Còn những cổ phiếu còn lại dòng riêng lẻ dù mình có đánh những cổ phiếu dụ dùng khác đánh nam kim nè. À, dòng dòng chứng khoán em đánh đúng một con HCM, thì HCM tuần sau cũng là những cái điểm mua chuẩn bị xuất hiện rồi đó anh chị. Nền số 3 nè, nền 1 nè, nền 2 nè, nền số 3 nè, kỹ rủ là test lại cái kỳ thanh khoản nó bắt đầu pivot nè, nay moi dòng tiền rồi đó, chỉ chờ cái đỉnh kích hoạt sóng vào là chị mình đánh chị mình không. Cho nên chị mình những cái điểm mà cổ phiếu nó rủ, nếu như mà chúng ta không vững được tâm lý anh chị mình nhìn quá nhiều điểm số thì những điểm rủ có khối lượng đâu, mình vác hàng ra bán là ngay đấy hết. Với những cổ phiếu như hoa sen, cho nên ở đây anh chị mình thấy một cái tài khoản mà em hỗ trợ khách hàng mình vẫn cầm ở đây thôi, mặc dù lãi cũng chưa lãi nhiều, nhưng cái quan trọng nhất là anh chị mình không bán ra cổ phiếu trong những cái phiên test cung test cầu đè ép bán tâm lý trong những phiên vừa rồi. Lưu ý kỹ mọi người ha, ấy lúc nào thì chúng nó rủ bỏ cũng rất là áp lực anh chị đấy. Đó với cổ phiếu của dòng dòng chứng khoán, dòng chứng khoán thì mới có hai con khá là tốt, một là HCM em đang nắm, hai là con SHS. SHS xung đột đây cũng không bị bán tháo, rủ là bắt đầu mò dòng tiền vào khá là khỏe. Nhìn chung HCM thì dòng chứng khoán thì mình chọn một con thì mình biết HCM, anh chị nào thích thì chọn những con như SHS. Lưu ý kỹ mọi người ha, em nói cho anh chị mình, cho nên là trong năm nay thị trường mà nhịp chính sóng mà đi lên, danh mục anh chị phải có những con vào sóng, dụ dòng ngân hàng, bất động sản, dầu khí và một vài cổ phiếu mô hình nước rút, thì đó là hoàn thiện một cái danh mục. Thời gian tới dòng nào vào sóng tiếp thì mình hướng dẫn chị mình đánh tiếp. Còn những con mà đang kênh giữa ví dụ đầu tư công thì thôi, tạm thời chị mình đừng có tập trung nhiều. Những con kênh giữa khi nào mà nó vào chen thì mình đánh, những con kênh giữa nè. Đấy, trên đoạn này nó chị mình thị trường đi lên mà chị mình 5-6 tháng vừa qua mình cầm những con LCG kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Những cổ phiếu ví dụ như VCG cũng vậy nè, nó đi ngang một cái nền như thế này, nó tăng thì không tăng đâu, mà thị trường giảm mà chị mình thấy không, những cổ phiếu nó cũng giảm theo thì nó đâu có hiệu quả. Lưu ý trên cái tính chọn thời điểm mua rất là quan trọng để cho chị mình tham gia. Ngoài ra dòng chủ bán lẻ đem có một LG, LG có dòng tiền vào thì mình chờ tiếp tục những điểm bước đi lên thôi chị ha. Đấy, hàng cũng đã về sẵn tài khoản, hôm nay chủ yếu những con này nó giữ chặn lại, tổ chức họ giữ cho điểm số chung. Nếu như mà hôm nay tổ chức họ kéo thì những con như MWG nó chắc thị trường lên 1.300 luôn đấy. Trên với góc nhìn của em trên thị trường này nó vẫn không thay đổi, sau điểm rủ test đáy bắt đầu điểm pivot dòng tiền đi vào thì hôm nay chính là điểm mua gọi là tốt nhất cho anh chị nhà đầu tư. Nhưng điểm mua tốt nhất mà nói với chị nào cầm tiền chưa mua được thì nó vẫn còn những điểm mua tiếp theo, đặc biệt trong tuần sau. Thị trường này mình xác định là từ chân sóng đi lên, target của em từ 1.500 thì tất cả những cái vùng giá cổ phiếu đang vận động ở vùng hiện tại đều gọi là vùng giá tốt nhất cho anh chị mình, vùng chân sóng để thị trường đi lên. Đó là điểm mình, đó là điểm mà em cược đó. Đấy, nếu như mình cược đúng thì trường uptrend đi lên tất cả vùng này mình mua đều là cổ phiếu tốt.
và lợi nhuận sẽ cực kỳ lớn, coi là ít sai tài khoản là bình thường. Nếu như sai mà chấp nhận các lỗ 8%, và ví dụ như phiên ngày hôm nay nó cũng chính là những kết quả hình thành cho cái điểm cược của mình nó cũng đang dần hiện hữu và chính xác đấy. Thì anh chị là follow thì bản chất mình nhìn lên tài khoản của mình cầm nắm những cổ phiếu bây giờ đều có trạng thái có lãi, đều trạng thái là đều ok, đều tốt đúng không? Còn cầm tiền bản chất mình phải đánh đổi đó, thấy mình cược thị trường giảm mà nó thị trường rơi, mà nó không rơi bây giờ muốn mua trở lại phải chấp nhận vùng giá nó cao hơn, đó là điều bình thường anh chị đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó thì cái buổi video ngày hôm nay mình cũng làm với chị mình ngắn gọn như thế để làm rõ cái quan điểm cũng như là cần sự thay đổi với nhà đầu tư cầm tiền, thì bản chất vùng này vẫn là cái vùng mà chị mình nên quay đầu là bờ, vẫn có điểm tham gia được. Còn chị nào muốn đồng hành cùng em đồng quan điểm và hệ thống khách hàng thì chị mình vào hệ thống đấy, mình liên hệ giúp em với bạn trợ lý là bạn Hải Anh, thì ở đó thì bạn Hải Anh sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho tất cả chị nhà đầu tư mình qua số Zalo là 0945 866 915. Từng sau sẽ có một buổi coaching, một buổi khóa học anh chị nhé đấy. Ngoài ra ví dụ anh chị nào có chơi tham gia TikTok thì mình follow kênh của em cũng như là tham gia vào liên rương cộng đồng đi, rương cộng đồng ngày hôm nay cũng hỗ trợ anh chị mình xuyên suốt đấy. Rương này rương mới tạo nên chị CTG là em nói ngày hôm nay là nhà đầu tư mua là đầy xe đúng không? CTG nè, sáng vào đây cũng nói chị mình canh CTG nè, có chị nào mua được không? Mọi người ai mua được thì để là chữ CTG trong cái phần bình luận ngày hôm nay mọi người ha. Đấy, nói chung là cũng cùng đồng hành với nhau một cái chuyến tàu mà vượt qua được những cái giông bão, vượt qua được những cái tiếng nói về chim lợn, những cái tiếng nói hô hào lại trùm sập trong những cái phiên vừa qua, thì cũng là một cái niềm vui của cá nhân em. Cảm ơn chị mình rất nhiều. Chúc hẹn gặp lại tất cả chị nhau tới mình ở cái buổi livestream vào chủ nhật nha. Chúc anh chị mình cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.